Bài Kinh số 3 Kinh Ampatha Amatru Ampatha Sutta Tụng Phẩm 1 254 Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang du hành tại nước Cô Sa Tát La, cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị và đến tại một làng Bà La Môn ở Kosala tên là Icha Nang Kala. Tại đây, Thế Tôn ở tại Icha Nang Kala, trong khu rừng tên là năm mươi 255 Lúc bấy giờ, Bà La Môn ở tại Ukkatha, một chỗ dân cư đông đúc cây cỏ, ao nước, ngũ cốc phong phú, vốn là đất đai của vua, được vua Pasenadi, ba tư nặc của nước Kosala cấp cho để hưởng một phần lợi tức. Bà La Môn Bhotkarasati nghe đồn Sa Môn Gotama là thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya, thích ca, này đang du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị đã đến Itcha Ở tại Itcha trong khu rừng tên là Itcha Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa môn Gotama. Ngài là bậc thế tôn A la hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn với thắng trí ngài đã tự chứng ngộ thế giới này với thiên giới ma giới phạm thiên giới với các chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người sau đó tuyên thuyết cho mọi loài được biết ngài thuyết pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện văn nghĩa đầy đủ trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Nếu được ý kiến một vị A-la-hán như vậy thì rất quý. 256 Lúc bấy giờ, thanh niên Ampatha Amatru là đệ tử của bà La Môn một vị độc tụng thánh điển, chấp trì chú thuật, thông hiểu ba tập vệ đà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm. Thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế luận, tự nhiên học và tướng của vị đại nhân. Vị này độc đáo về ba minh và được công nhận như vậy, khiến các thân giáo sư phải nói: Điều gì ta biết, người cũng biết, điều gì ngươi biết, ta cũng biết. 257 Lúc bấy giờ, bà La Môn nói với thanh niên Ampatha. Này Ampatha thân yêu, Sa Gotama là thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, này đang du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, đã đến Ichanankala, trú tại rừng Ichanankala những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về sa môn gotama ngài là bậc thế tôn a la hán chánh đẳng giác minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn ngài đã chứng ngộ thế giới này với thiên giới ma giới phạm thiên giới với các chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người tự chứng ngộ rồi hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Nếu được ý kiến một vị A La Hán như vậy thì rất quý. Này Ambatha thân yêu, hãy đi đến gặp Sa môn Gotama và tìm hiểu lời đồn về tôn giả Gotama là như vậy hay không phải như vậy. Nhờ vậy, chúng ta sẽ được biết về tôn giả Gotama. 258 Làm thế nào con được biết về tôn giả Gotama? Được biết lời đồn về tôn giả Gotama như vậy là đúng hay không? Có phải tôn giả Gotama là như vậy hay không phải như vậy? Ambatha thân yêu, theo truyền thống của chúng ta về 32 tướng của vị đại nhân, những ai có 32 tướng ấy sẽ chọn một trong hai con đường, không có đường nào khác. Nếu là tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương chinh phục mọi quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Bảy món báu này là xe báu, voi báu, ngựa báu, mani báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và thứ bảy là tướng quân báu. Và vị này có hơn một ngàn con trai là những vị anh hùng, oai phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân. Vị này sống, thống lãnh quả đất cùng tận cho đến đại dương và trị vì với chánh pháp, không dùng gậy, không dùng dao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác, quét sạch mê lầm ở đời. Này Ambatha thân yêu, ta đã cho con chú thuật, con đã nhận những chú thuật ấy. 259 Thưa Vân, thanh niên Ambatha vâng theo lời của bà La Môn Bodkarasati từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ bà La Môn Bodkarasati hướng thân về phía hữu, cưỡi xe ngựa cái và cùng một số đông thanh niên khác đi đến khu rừng Yatra Nangkala. Đi xe đến chỗ không còn đi được xe, Ambatha liền xuống xe đi bộ và đến tại Tinh Xá. Lúc bấy giờ, một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Thanh niên Ambatha liền đến các tỷ kheo ấy và hỏi: các hiền giả. Này tôn giả Gotama ở tại chỗ nào? Chúng tôi đến đây để ý kiến tôn giả Gotama. 260 Các tỷ kheo liền nghĩ, thành niên Ambatha này thuộc một gia đình có danh tiếng, là đệ tử của bà La Môn Podkarasati, một vị cũng có danh tiếng. Một cuộc đối thoại như vậy giữa Thế Tôn và con một quý tộc như kia không có khó khăn gì." Những tỷ kheo ấy nói với thanh niên Ambatha. "Này Ambatha, tinh xá đóng cửa kia là chỗ ở của ngài, hãy đến đó một cách yên lặng, không vượt qua hành lang đằng hắn và gõ vào thanh cửa, thế tôn sẽ mở cửa cho ông." 261. Thanh niên Ambatha liền đi đến tinh xá đóng cửa ấy một cách yên lặng không vượt quá hành lang đằng hắn và gõ vào thanh cửa thế tôn mở cửa và thanh niên ambatha bước vào các thanh niên khác cũng bước theo nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với thế tôn và ngồi xuống một bên còn thanh niên ambatha thời đi qua đi lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi Thế Tôn đang ngồi, hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi Thế Tôn đang ngồi. 262. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với thanh niên Ampatha, Có phải đối với các bậc bà la môn trưởng lão, đứng tuổi, các bậc giáo sư và tổ sư, người cũng nói chuyện như vậy, Nhiều người đã đi qua đi lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi ta đang ngồi, hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi ta đang ngồi? 263 Không phải vậy, này Gotama, phải đi mà nói chuyện với một vị bà La Môn, này Gotama, nếu vị ấy đang đi. Phải đứng mà nói chuyện với một vị bà La Môn, này Gotama, nếu vị ấy đang đứng, phải ngồi mà nói chuyện với một vị bà la môn, này Gotama, nếu vị ấy đang ngồi, phải nằm mà nói chuyện với một vị bà la môn, này Gotama, nếu vị ấy đang nằm. Chỉ với những vị sa môn trọc đầu, hèn hạ, đen đuổi, sanh từ nơi chân của bà con ta thì ta mới nói chuyện như vậy, như với ngươi Gautama. Này Ambatha, hình như ngươi đến đây với một ý định gì? Ngươi hãy khéo tác ý đến mục đích đã đưa ngươi đến đây. Thanh niên Ambatha này thật vô giáo dục, dầu nó tự cho là có giáo dục. Như vậy là vô giáo dục có gì khác nữa? 264 Thanh niên Ambatha bị thế tôn gọi là vô giáo dục như vậy liền phẫn nộ tức tối muốn nhục mạ thế tôn phỉ báng thế tôn công kích thế tôn và nghĩ sa môn gotama có ý ác đối với ta liền nói với thế tôn này gotama thô bạo là dòng họ thích ca này gotama ác độc là dòng họ thích ca này gotama khinh xuất là dòng họ thích ca này gotama hung dữ là dòng họ thích ca là đê tiện thuộc thành phần đê tiện dòng họ thích ca không kính nhường bà la môn không lễ bái bà la môn không cúng dường bà la môn không tôn trọng bà la môn này gotama như vậy thật không phải lẽ thật không đúng cách khi dòng họ thích ca này những hạng đê tiện thuộc thành phần đê tiện lại không kính nhường bà La Môn, không cung kính bà La Môn, không lễ bái bà La Môn, không cúng dường bà La Môn, không tôn trọng bà La Môn. Như vậy, thanh niên Ambatha lần đầu tiên đã buộc tội dòng họ Thích Ca là đê tiện. 265. Này Ambatha, dòng họ Thích Ca đã làm gì Phật lòng ngươi? này gotama một thời ta đi đến capilaváu catỳ la vệ có việc phải làm cho thầy ta là bàlaôn Bodharasati và đến tại hội trường công của dòng họ Thích Ca lúc bấy giờ một số đông dòng họ Thích Ca và thanh niên Thích Ca đang ngồi trên ghế cao tại hội trường chúng cười với nhau dùng ngón tay thọc cù nôn với nhau Ta nghĩ chắc chắn ta là mục tiêu cho chúng đùa giỡn với nhau, lại không ai mời ta ngồi. Này Gotama, như vậy thật không phải lẽ, thật không đúng cách khi chúng thích ca này là những hạng đê tiện, thuộc thành phần đê tiện, lại không kính nhường bà La Môn, không cung kính bà La Môn, không lễ bái bà La Môn, không cúng dường bà La Môn, không tôn trọng bà La Môn. Như vậy, thanh niên Ambatha lần thứ hai đã buộc tội dòng họ Thích Ca là đê tiện. 266 Này Ambatha, cũng như con chim cấy, con chim cấy con có thể tự hát thỏa thích trong tổ của nó. Này Ambatha, Kapila thuộc dòng họ Thích Ca, thật không xứng để cho Ambatha phải Phật lòng vì một vấn đề nhỏ mọn này này gotama có bốn giai cấp sát đế lỵ bà la môn phệ xá và thủ đà la này gotama trong bốn giai cấp này ba giai cấp sát đế lỵ phệ xá và thủ đà la là để hầu hạ hạng bà la môn này gotama như vậy thật không phải lẽ thật không đúng cách khi chúng thích ca này là những hạng đê tiện thuộc thành phần đê tiện lại không kính nhường bà La Môn, không cung kính bà La Môn, không lễ bái bà La Môn, không tôn trọng bà La Môn. Như vậy, thanh niên Ambatha lần thứ ba đã buộc tội dòng họ Thích Ca là đê tiện. 267 Lúc bấy giờ, Thế Tôn nghĩ, thanh niên Ambatha này đã phỉ bán dòng họ Thích Ca đê tiện một cách quá đáng. Này ta phải hỏi dòng họ của nó, rồi Thế Tôn hỏi thanh niên Ambapatha. Dòng họ ngươi là gì? Này Gotama, dòng họ ta là Kanhayana. Này Ambapatha, nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích Ca là thầy của dòng họ ngươi, và dòng họ ngươi là con của một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca. Này thanh niên Ambattha, tổ tiên của Thích Ca là vua Okaka. Thuở xưa, này Ambattha, vua Okaka muốn trao vương vị cho hoàng tử, con bà hoàng hậu chính mà vua thương yêu, bèn đuổi ra khỏi nước. Những người con đầu của mình là Okamukha, Karakandu, Hathinika, Sinipura, bị tẩn xuất khỏi nước, những hoàng tử này đến sống tại một khu rừng lớn các cây sồi, tết, bên một hồ nước, trên sườn Hy Mã Lạp Sơn. Vì sợ huyết thống của mình bị lẫn lộn với huyết thống khác, các vị hoàng tử này ăn nằm với những người chị của mình. Này Ampatha, một hôm, vua Okaka nói với những vị đại thần tùy tùng. Này các khanh, các hoàng tử hiện nay ở đâu? Tâu Đại Vương có một khu rừng lớn các cây sồi bên một hồ nước trên sườn Hy Mã Lạp Sơn, nay các hoàng tử ở tại chỗ ấy. Các hoàng tử vì sợ huyết thống của mình lẫn lộn huyết thống khác nên ăn nằm với những người chị của mình. Này ambatha vua Okaka liền cảm hứng, thốt lời tụng hưng hoan các hoàng tử thật là những sakya cứng như lõi cây sồi các hoàng tử thật là những sakya xuất chúng này ambatha từ đó trở đi các hoàng tử được gọi là sakya là vua okaka là vua tổ của dòng họ thích ca này ambatha vua ấy có một nữ tỳ tên là disa nữ tỳ này sinh hạ một người con tên là Căng Hà. Vừa mới sinh, Căng Hà liền nói, Này mẹ, hãy rửa cho con. Này mẹ, hãy tắm cho con. Này mẹ, hãy gội sạch đồ bất tịnh này, và con sẽ giúp ích cho mẹ. Này Ampatha, cũng như hiện nay người ta thấy ác quỷ thì gọi là ác quỷ. Thời ấy, họ gọi ác quỷ là Căng Hà, đen đuổi, xấu ác. Chúng nói như thế này Đứa trẻ này vừa mới được sanh đã nói, một căn hà vừa mới được sanh, một ác quỷ vừa mới được sanh. Này Ampatha, từ đó trở đi, chữ căn ha yana được biết đến và căn ha là tổ phụ của dòng họ căn ha yana. Này Ampatha, nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích Ca là thầy của dòng họ ngươi và ngươi là con cháu một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca. 268. Khi Thế Tôn nói vậy, những thanh niên nói với Thế Tôn: "Này Gotama, chớ có phỉ bán quá đáng thanh niên Ambatha là con cháu một nữ tỳ. Này Gotama, thanh niên Ambatha sinh vào quý tộc Thanh niên Ambatha thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambatha là bậc đa văn, thanh niên Ambatha là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambatha là nhà bác học, thanh niên Ambatha có thể biện luận với tôn giả Gotama về vấn đề này. 269 Thế Tôn liền nói với những thanh niên ấy: Nếu những thanh niên các ngươi nghĩ Thanh niên Ampatha không được sanh vào quý tộc. Thanh niên Ampatha không thuộc con nhà danh giá. Thanh niên Ampatha không phải là bậc đa văn. Thanh niên Ampatha không phải là nhà hùng biện giỏi. Thanh niên Ampatha không phải là nhà bác học. Thanh niên Ampatha không thể biện luận với tôn giả Gautama về vấn đề này. Thời thanh niên Ampatha hãy đứng ra một bên, và để các thanh niên biện luận với ta về vấn đề này. Nếu các ngươi nghĩ thanh niên Ambatha được sanh vào quý tộc, thanh niên Ambatha thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambatha là bậc đa văn, thanh niên Ambatha là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambatha là nhà bác học, thanh niên Ambatha có thể biện luận với Tôn giả Gotama về vấn đề này thời các ngươi hãy đứng ra một bên và để thanh niên Ambatha biện luận với ta về vấn đề này. Này Gotama, thanh niên Ambatha được sanh vào quý tộc, thanh niên Ambatha thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambatha là bậc đa văn, thanh niên Ambatha là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambatha là nhà bác học, thanh niên Ambatha có thể biện luận với tôn giả Gotama về vấn đề này. Chúng tôi sẽ đứng im lặng. Thanh niên Ampatha sẽ cùng với tôn giả Gotama biện luận về vấn đề này. 270 Thế Tôn liền nói với thanh niên Ampatha. Này Ampatha, câu hỏi hợp lý này được đem ra hỏi người. Dầu không muốn, người cũng phải trả lời. Nếu ngươi không trả lời hoặc trả lời tránh qua một vấn đề khác hoặc giữ im lặng, hoặc bỏ đi, thời ngay tại chỗ, đầu ngươi sẽ bị bể ra làm bảy mảnh. Này Ambatha, người nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các bà la môn trưởng lão, tôn túc, giáo sư và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ Kangha-yana không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kangha-yana? Nghe nói vậy, thanh niên Ambatha giữ im lặng Lần thứ hai, Thế Tôn nói với thanh niên Ambatha. Này Ambatha, nhà ngươi nghĩ thế nào, ngươi có nghe vân vân, nguồn gốc của dòng họ Ha-Gia-Na không? Ai là tổ phụ của dòng họ Ha-Gia-Na? Lần thứ hai, thanh niên Ambatha giữ im lặng. Thế Tôn lại nói với thanh niên Ambatha. Ambatha, này ngươi phải trả lời. Này không phải thời người giữ im lặng nữa. Này Ambattha, ai được Như Lai hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà không trả lời, thời đầu của người ấy sẽ bị bể ra làm bảy mảnh tại chỗ. 271 Lúc bấy giờ, thần dạ xoa Vajirabani đang cầm một chùy sắt to lớn, cháy đỏ, sáng chói đứng trên đầu của thanh niên Ambatha với ý định nếu Thế tôn hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà thanh niên Ambatha không trả lời thời ta sẽ đánh bể đầu nó ra làm bảy mảnh chỉ có Thế tôn và thanh niên Ambatha mới thấy thần dạ xoa Vajirapani 272 thanh niên Ambatha thấy vị thần ấy liền sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược, chỉ tìm sự che chở nơi Thế Tôn, chỉ tìm sự ẩn náu nơi Thế Tôn, chỉ tìm sự nương tựa nơi Thế Tôn, liền cúi rạp mình xuống và bạch Thế Tôn. Tôn giả Gotama đã nói gì? Mong tôn giả Gotama nói lại cho. Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các vị bà la môn trưởng lão tôn túc giáo sư và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ căn ha gia na không ai là tổ phụ của dòng họ căn ha gia na tôn giả gotama còn đã có nghe đúng như tôn giả gotama đã nói chính từ đó là nguồn gốc của dòng họ căn ha gia na vị ấy là tổ phụ của dòng họ căn ha gia na 273 khi nghe nói vậy, các thanh niên liền la hét lớn. người ta nói thanh niên ambatha là tiện sanh. người ta nói thanh niên ambatha là con dòng họ không quý phái. người ta nói thanh niên ambatha là con cháu một nữ tỳ của dòng họ thích ca. người ta nói dòng họ thích ca là chủ của thanh niên ambatha. người ta nói môn gotama chỉ nói lời đúng pháp. chúng tôi đã không nghĩ là cần phải phản đối. 274 lúc bấy giờ thế tôn nghĩ rằng các thanh niên đã phỉ bán quá đáng thanh niên Ambatha là con cháu một nữ tỳ rồi nay ta hãy giải tỏa cho Ambatha rồi thế tôn nói với các thanh niên các thanh niên các ngươi chớ có phỉ bán quá đáng thanh niên Ambatha là con cháu một nữ tỳ can hà ấy trở thành một tu sĩ vĩ đại Vị này đi về miền Nam, học các chú thuật Phạm Thiên, rồi về ý kiến vua Okaka và yêu cầu gã công chúa ruby cho mình. Vua Okaka vừa giận, vừa tức, mắng rằng, Ngươi là ai, con đứa nữ tỳ của ta, mà dám xin cưới con gái ruby của ta? Và vua liền lấp tên vào cung, nhưng vua không thể bắn tên đi, cũng không thể cất mũi tên xuống. Lúc bấy giờ, các thanh niên thị giả, các đại thần và tùy tùng đến thưa với ẩn sĩ Can Hà. "Đại đức, hãy để cho vua an toàn, đại đức, hãy để cho vua được an toàn. Nhà vua sẽ được an toàn và nếu nhà vua bắn mũi tên xuống đất, thời toàn thể quốc độ nhà vua sẽ bị hạn khô héo." Đại đức hãy để cho vua được an toàn hãy để cho quốc độ được an toàn nhà vua sẽ được an toàn quốc độ sẽ được an toàn nhưng nếu nhà vua bắn tên lên trời thời toàn thể quốc độ sẽ không mưa trong bảy năm đại đức hãy để cho nhà vua được an toàn hãy để cho quốc độ được an toàn và hãy để cho trời mưa nhà vua sẽ được an toàn quốc độ sẽ được an toàn và trời sẽ mưa, nhưng vua hãy nhắm cây cung đến phía thái tử, một sợi lông của thái tử cũng sẽ được an toàn. Lúc bấy giờ, các thị giả trẻ tuổi, các đại thần nói với vua Okaka. Vua Okaka hãy nhắm cây cung đến phía thái tử, một sợi lông của thái tử sẽ được an toàn vua Okaka nhắm cây cung đến phía thái tử và một sợi lông của thái tử cũng được an toàn. Vua Okaka hoảng sợ, khiếp đảm sự trừng phạt thuận cho gã con gái Khuda Ruby. Này các thanh niên, chớ có phỉ bán thanh niên Ambatha một cách quá đáng là con cháu của một nữ tỳ, vì Kanha là một vị ẩn sĩ vĩ đại. 275. Lúc bấy giờ, Như Lai nói với thanh niên Ambatha: "Ambatha, nhà ngươi nghĩ thế nào, một thanh niên sát đế lỵ cưới một thiếu nữ Bà La Môn, do sự xâm hợp ấy, một người con trai được sinh ra, một người sanh từ một thanh niên sát đế lỵ và một thiếu nữ Bà La Môn, có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay nước giữa những người Bà La Môn không?" Tôn giả Gotama có thể thọ lãnh. Và những người Bà La Môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết, hay dùng món ăn cúng dường, hay đồ ăn cúng cho thiên thần, hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không? Tôn giả Gotama có mời. Và những người Bà La Môn có dạy các chú thuật hay không? Tôn giả Gotama có dạy có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa tôn giả gotama mở cửa và những người sát đế lỵ có quán đảnh cho người ấy để thành một sát đế lỵ không tôn giả gotama thưa không tại sao không vì nó không được sinh là sát đế lỵ từ mẫu hệ 276 Ambatha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, một thanh niên bà La Môn cưới một thiếu nữ sát đế lị. Do sự xâm hợp này, một người con trai được sanh ra, một người sanh từ một thanh niên bà La Môn và một thiếu nữ sát đế lị có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay nước giữa những bà La Môn hay không? Tôn giả Gautama có thể thọ lãnh và những người bà la môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết hay dùng các món ăn cúng dường hay đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không tôn giả gotama có mời và những người bà la môn có dạy người ấy các chú thuật không tôn giả gotama có dạy có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa. Tôn giả Gotama mở cửa và những người sát đế lỵ có làm lễ quán đảnh cho người ấy để thành một sát đế lỵ không? Tôn giả Gotama thưa không. Tại sao vậy? Tôn giả Gotama vì không được sinh là sát đế lỵ từ phụ hệ. Này Ambattha, nếu so sánh đàn bà với đàn bà, đàn ông với đàn ông, thì giai cấp sát đế lỵ là ưu, bà la môn là liệt. Này Ambatha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, giả sử do một nguyên nhân gì những người bà la môn cạo đầu một người bà la môn, đánh người ấy với một bị tro, tẩn xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và nước giữa những người bà la môn không tôn giả không được và những người bà la môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết hay dùng các món ăn cúng giường hay đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không tôn giả gotama không có mời và những người bà la môn có dạy người ấy các chú thuật không? Tôn giả Gotama không dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa. Tôn giả Gotama đóng cửa. Ambatha, nhà ngươi nghĩ thế nào, ở đây giả sử do một nguyên nhân gì, những người sát đế lỵ cạo đầu, một người sát đế lỵ đánh người ấy với một bị tro tận xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và nước uống giữa những người bà la môn không tôn giả gotama được thọ lãnh và những người bà la môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết hay dùng những món ăn cúng giường hay đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn gửi đến như những tặng phẩm không Tôn giả Gotama có mời. Và những người Bà La Môn có dạy người ấy các chú thuật không? Tôn giả Gotama có dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa? Tôn giả Gotama mở cửa. 277. Này Ambatha Đến như vậy là sự đọa lạc tột cùng của người sát đế lị đã bị những người sát đế lị cạo đầu, đánh người ấy với một bị tro tẩn suốt người ấy ra khỏi nước hay thành phố. Như vậy, này Ambatha, khi người sát đế lị bị đọa lạc tột cùng, các sát đế lị vẫn giữ phần ưu thắng và các bà la môn vẫn ở địa vị hạ liệt này ambatha bài kệ này do phạm thiên Năng kumara thuyết đối với chúng sanh tin tưởng ở giai cấp sát đế lị chiếm địa vị tối thắng ở nhân gian những vị nào giới hạnh và trí tuệ đầy đủ vị này chiếm địa vị tối thắng giữa người và chư thiên này ambatha ta chấp thuận bài kệ do Phạm Thiên Sa Năng Kumara tụng đúng, không tụng sai, thuyết đúng, không thuyết sai, hữu ích, không vô ích. Thật vậy, này Ambattha, ta cũng nói rằng, Đối với chúng sanh tin tưởng ở giai cấp, sát đế lị chiếm địa vị tối thắng ở nhân gian. Những vị nào giới hạnh và trí tuệ đầy đủ, vị này chiếm địa vị tối thắng giữa người và chư thiên. Tụng phẩm 2. 278. Tôn giả Gotama, nghĩa chữ giới hạnh trong bài kệ ấy là gì? Nghĩa chữ trí tuệ trong bài kệ ấy là gì? Này Ambatha, một vị đã thành tựu vô thượng trí đức, không có luận nghị đến sự thọ sanh. Không có luận nghị đến giai cấp hay không có luận nghị đến ngã mạng với lời nói. Ngươi bằng ta hay ngươi không bằng ta? Này Ambattha, chỗ nào nói đến cưới hỏi, đưa rước dâu hay cả hai, chỗ đó mới có luận nghị đến sự thọ sanh, luận nghị đến giai cấp hay luận nghị đến ngã mạng với lời nói, ngươi bằng ta hay không bằng ta? Này Ambattha, những ai còn chấp trước lý thuyết thọ sanh, còn chấp trước lý thuyết giai cấp, còn chấp trước lý thuyết kiêu mạng, hoặc còn chấp trước cưới hỏi, đưa rước dâu, những người ấy còn rất xa sự thành tựu vô thượng trí đức. Này Ambattha, không chấp trước lý thuyết thọ sanh, không chấp trước lý thuyết giai cấp, không chấp trước lý thuyết kiêu mạng, không chấp trước cưới hỏi, đưa rước dâu, người ấy tức chứng ngộ vô thượng trí đức. 279 Tôn giả Gotama thế nào là giới hạnh trong bài kệ ấy? Thế nào là trí tuệ trong bài kệ ấy? Ở đây, này Ambattha, Như Lai xuất hiện là bậc A-La-Hán, Chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, Vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài sau khi tự chứng ngộ với thượng trí thế giới này, với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với sa môn, bà la môn, thiên nhân lại tuyên thuyết điều đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nào nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị này suy nghĩ, vân vân. Xem kinh Sa môn quả, đoạn 190 đến 249, tới câu không có đời sống nào khác nữa, chỉ khác danh từ xưng hô và câu kết từng đoạn. Như này, câu kết là Như vậy, này Ambattha là vị tỷ kheo thành tựu giới hạnh. Này Ambattha, như vậy gọi là tỷ kheo thành tựu trí tuệ, thành tựu giới hạnh, thành tựu giới hạnh và trí tuệ. Này Ambattha, không có sự thành tựu trí đức nào khác siêu việt hơn, cao thượng hơn sự thành tựu trí đức này. 280. Này Ambaṭha, có bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Thế nào là bốn? Này Ambaṭha, ở đây có sa môn hay bà la môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, lại mang dụng cụ của nhà đạo sĩ đi vào rừng sâu và nguyện ta chỉ ăn trái cây rụng mà sống. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambatha, đó là nguyên nhân thứ nhất đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lại nữa này Ambatha, ở đây có vị sa môn hay bà la môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này và chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống lại mang theo cuốc và giỏ đi vào rừng sâu và nguyện ta chỉ ăn củ rễ và trái cây để sống nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức này ambattha đó là nguyên nhân thứ hai đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lại nữa, này Ambatha, ở đây có Sa môn hay Bà la môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây để sống và chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, lại nhen lửa tại cuối làng hay sống thờ lửa nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambatha, đó là nguyên nhân thứ ba đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lại nữa, này Ambatha, ở đây có Sa môn hay Bà la môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt được pháp ăn trái cây rụng để sống chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, chưa thấu đạt pháp tôn thờ lửa, lại xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư đường, sống và nguyện từ bốn phương nếu có vị sa môn hay bà la môn nào lại thì ta sẽ cúng dường tùy theo khả năng, tùy theo sức lực của ta nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambaṭha, đó là nguyên nhân thứ tư đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Này Ambaṭha, đó là bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. 281. Này Ambaṭha, ngươi nghĩ thế nào ngươi và thầy ngươi có được xem là đã thành tựu vô thượng trí đức này không bạch không tôn giả gotama con và thầy con là gì tôn giả gotama để có thể so sánh với sự thành tựu vô thượng trí đức tôn giả gotama con và thầy con còn rất xa sự thành tựu vô thượng trí đức này ambatha ngươi nghĩ thế nào tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này. Nhà ngươi có đem theo dụng cụ của nhà đạo sĩ đi vào rừng sâu và nguyện. Ta và thầy ta chỉ ăn trái cây rụng mà sống không? Bạch không, tôn giả Gautama. Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống người có mang theo cuốc và giỏ đi vào rừng sâu và nguyện ta và thầy ta chỉ ăn củ rễ và trái cây để sống không bạch không tôn giả Gautama này Ambatha người nghĩ thế nào tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống. Ngươi có nhen lửa tại cuối làng hay cuối xóm và sống thờ lửa với thầy ngươi không? Bạch không, tôn giả Gautama. Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống và chưa thấu đạt sự thờ lửa. Ngươi và thầy ngươi có xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư đường với lời nguyện: Từ bốn phương, nếu có vị sa môn hay bà la môn nào lại thì ta sẽ cúng dường tùy theo khả năng, tùy theo sức lực của ta không? Bạch Không Tôn Giả Gautama 282 Này Ambattha, như vậy ngươi và thầy ngươi còn khiếm khuyết sự thành tựu vô thượng trí đức này, còn khiếm khuyết bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức. Này Ambattha, thế mà những lời này lại do thầy của ngươi, bà La Môn Bodkarasati thốt ra. Những hạng sa môn giả hiệu, đầu trọc, đê tiện, đen đuổi, sanh từ nơi chân bà con ta. Là ai mà có thể đàm luận với những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà? Một vị tự mình chưa thành tựu được những pháp đưa đến sự thất bại cho những pháp cao thượng hơn. Này Ambatha, ngươi xem thầy của ngươi, Bà La Môn Bodkarasati đã lỗi lầm như thế nào? 283 Này Ambatha, Bà La Môn Bodkarasati hưởng thọ sự cung cấp của vua Pasenadi nước Kosala. Vua Pasenadi nước Kosala cũng không cho phép thầy ngươi diện kiến. Nếu vua hội nghị với thầy ngươi, thời chỉ nói với thầy ngươi ngang qua một tấm màn. Này Ambatha, tại sao vua Pasenadi nước Kosala lại không cho phép thầy ngươi diện kiến người mà vua cung cấp thực phẩm thuần tịnh chơn chánh? Này Ambatha, ngươi xem thầy của ngươi Bà La Môn Pothkarasati đã lỗi lầm như thế nào. 284. Này Ambatha người nghĩ thế nào như vua Pasenadi nước Kosala hoặc ngồi trên cổ voi hoặc ngồi trên lưng ngựa hoặc đứng trên tấm thảm xe cùng các vị đại thần hay vương tử luận bàn quốc sự. Nếu vua rời khỏi chỗ ấy hay đứng qua bên, một người thủ đà hay đầy tớ của một người thủ đà đến. Người này cũng đứng tại chỗ ấy, cũng luận bàn quốc sự và nói, Vua Pasenadi nước Kosala đã nói như vậy. Vua Pasenadi nước Kosala đã nói như vậy. Dầu người ấy nói như lời nói của vua, luận bàn như lời luận bàn của vua, người ấy có thể là vua hay là vị phó vương không? Không thể được, Tôn giả Gotama. 285. Này Ambatha, Nhà ngươi cũng vậy. thuở xưa, những vị ẩn sĩ giữa các bà la môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã siêu tầm những thánh cú. Mà nay, những bà la môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ẩn sĩ ấy tên là Atthaka Asaka Vamaka, bà ma. Vamadeva, bà ma đề bà. Mita, tỳ bà thẩm xá. Yama ghi Ya bà đề già. Angirasa, ương Kỳ La. Baravaza, bạc La Đà thẩm xà. Vasettha, bà ma xá. Kassapa, Ca Diếp. Bagu bà cửu. Dầu ngươi có thể nói, ta cùng với thầy của ta học thuộc lòng những chú thuật của các vị ấy. Chỉ với điều kiện này, ngươi có thể được xem là một vị ẩn sĩ hay đã chứng địa vị của một ẩn sĩ không? Việc này không thể có được. 286 Ampatha, ngươi nghĩ thế nào Người có được nghe những vị bà la môn trưởng lão tôn túc những vị giáo sư và tổ sư nói đến không thuở xưa những vị ẩn sĩ giữa các bà la môn những tác giả của chú thuật những nhà tụng tán các chú thuật đã hát đã nói lên đã sưu tầm những thánh cú mà nay những bà la môn cũng hát lên nói lên đọc lên giống như các vị trước đã làm những vị ẩn sĩ ấy tên là Athatka, Vamaka, Vamadeva, Vetsamitta, yamatagi, Angirasa, Baravaza, Vasitha, Kassapa, Bagu. Những vị ấy có khéo tắm, khéo chải chuốt, tóc và râu khéo sửa soạn, trang điểm với vòng hoa và ngọc, mặc toàn đồ trắng tận hưởng và tham đắm năm món dục lạc như ngươi và thầy của ngươi hiện nay không không có vậy tôn giả gotama các vị ẩn sĩ ấy có dùng cơm nấu từ gạo trắng thượng hạng mà các hạt đen được gạn bỏ ra dùng các món canh các món đồ ăn nhiều loại như ngươi và thầy ngươi hiện nay không không có vậy tôn giả gotama hay các vị ấy được những thiếu nữ có đường eo và thắt lưng có ren tua hầu hạ như ngươi và thầy ngươi hiện nay không không có vậy tôn giả gotama hay những vị ấy đi trên những xe do những con ngựa cái có đuôi được bệnh và dùng những cây roi và gậy dài như ngươi và thầy ngươi hiện nay không không có vậy tôn giả gotama hay những vị ấy sống được che chở trong những thành lũy, có những chiến hào bao bọc, có những cửa thành hạ xuống, có những chiến sĩ mang gươm dài hộ vệ như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Như vậy, này Ambattha, ngươi và thầy ngươi không phải là ẩn sĩ, không sống đời sống của nhà ẩn sĩ. Này Ambattha, nếu có gì nghi ngờ, có gì phân vân về ta, hãy hỏi ta và ta sẽ trả lời. 287 Lúc bấy giờ, Thế Tôn ra khỏi tinh xá và bắt đầu đi kinh hành. Thanh niên Ambattha đi theo sau Thế Tôn đang đi kinh hành và tìm đếm 32 tướng tốt của vị đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. 288 Lúc bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng, thanh niên Ambattha này thấy ở nơi ta gần đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt này của vị đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến thanh niên Ambatha thấy tướng mã âm tàn của Thế Tôn và Thế Tôn le lưỡi rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến, liếm đến hai lỗ mũi và dùng lưỡi che khắp cả vần trán. Lúc bấy giờ, thanh niên Ambatha liền nghĩ rằng xăm Gotama đầy đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân, không phải không đầy đủ và nói với Thế Tôn. Tôn giả Gotama, nay chúng tôi xin đi, chúng tôi rất bận, có nhiều việc cần phải làm. Này Ambatha, hãy làm những gì ngươi nghĩ là phải thời. Rồi thanh niên Ambatha leo lên xe do ngựa cái kéo và ra đi. 289. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Buddhakarasati ra khỏi Úpkata với một đại chúng Bà La Môn, ngồi tại hoa viên của mình và chờ đợi thanh niên Ambatha. Khi ấy, thanh niên Ambatha đi đến hoa viên, đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Bà La Môn Buddhakarasati đang ngồi. Đến xong, thanh niên Ambatha đảnh lễ bà La Môn và ngồi xuống một bên. 290 Sau khi thanh niên Ambatha ngồi xuống một bên, bà La Môn nói, Này Ambatha thân mến, người đã thấy Sa Môn Gautama chưa? Chúng con thấy tôn giả Gautama rồi. Này Ambatha thân mến, có phải tôn giả Gautama đúng với tin đồn đã truyền đi chớ không phải khác? Tôn giả Gautama đúng với tin đồn đã truyền đi chớ không phải khác. Tôn giả Gautama là như vậy chớ không phải khác. Tôn giả Gautama đầy đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân chớ không phải thiếu. Này Ambatha thân mến, con có cùng với tôn giả Gotama đàm luận không? Con có đàm luận với tôn giả Gotama? Này Ambatha thân mến, cuộc đàm luận ấy như thế nào? Thanh niên Ambatha liền thuật cho bà La Môn Bodkarasati rõ tất cả cuộc hội đàm với tôn giả Gotama. 291 Nghe nói như vậy, bà la môn nói với thanh niên Ambatha: hỡi ôi ngươi thật là nhà học giả đốn mạc của chúng ta ngươi thật là nhà đa văn đốn mạc của chúng ta ngươi thật là nhà tinh thông ba quyển vệ đà đốn mạc của chúng ta người ta nói những ai có sự cư xử như vậy khi thân hoại mạng chung sẽ phải sanh vào cõi ác đọa xứ địa ngục này ambatha ngươi càng công kích tôn giả gotama bao nhiêu lại càng bị tôn giả gotama lật tẩy chúng ta bấy nhiêu hỡi ôi ngươi thật là nhà học giả đốn mạc của chúng ta người thật là nhà đa văn đốn mạc của chúng ta người thật là nhà tinh thông ba quyển vệ đà đốn mạc của chúng ta người ta nói những ai có sự cư xử như vậy khi thân hoại mạng chung sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ địa ngục. Bà La môn Bodharasati tức giận, bực bội, dùng chân đá thanh niên Ambatha bổ lộn nhào rồi lập tức muốn đi đến gặp Thế Tôn. 292. Khi ấy, những người Bà La môn này thưa với Bà La môn Bodharasati hôm nay thì giờ đã quá trễ để đi thăm môn gotama ngày mai tôn giả bhutkharasati hãy đi thăm môn gotama tuy vậy bà la môn bhutkharasati vẫn cho làm các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm tại nhà riêng chở trên các xe và dưới ánh sáng của những ngọn đuốc từ upkatha đi ra và đi đến khóm rừng Itchanankala vị này đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến Thế Tôn. Khi đi đến, liền nói với Thế Tôn những lời hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. 293 Khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Bodkarasati nói với Thế Tôn, Tôn giả Gautama, đệ tử của chúng tôi Thanh niên Ambatha có đến đây không? Này Bà La Môn, đệ tử ngươi, thanh niên Ambatha có đến đây. Tôn giả Gotama, ngài có cùng với thanh niên Ambatha đàm luận không? Này Bà La Môn, ta có đàm luận với thanh niên Ambatha. Tôn giả Gotama, cuộc đàm luận của ngài với thanh niên Ambatha như thế nào? cuộc đàm luận với thanh niên Ambatha như thế nào thế tôn kể lại tất cả cho bà la môn bhotkarasati nghe nói vậy bà la môn nói với thế tôn tôn giả Gotama thanh niên Ambatha thật là ngu si tôn giả Gotama hãy tha thứ cho thanh niên Ambatha này bà la môn cầu cho thanh niên Ambatha được hạnh phúc 294 Lúc bấy giờ, bà La Môn Bodkarasati tìm đếm 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân trên thân Thế Tôn. Bà La Môn thấy gần đủ 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân trên thân Thế Tôn trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt này của Bậc Đại Nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. 295 Lúc bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng Bà La Môn thấy gần đủ 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân ở nơi ta, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt này của Bậc Đại Nhân, nghi hoặc sanh do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến bà La Môn Bodharasati thấy tướng mã âm tàng của Thế Tôn. Và Thế Tôn le lưỡi rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến, liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vần trán. 296 Lúc bấy giờ, Bà La môn karasati nghĩ rằng, Sa môn Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, không phải không đầy đủ, liền nói với Thế Tôn: "Hôm nay xin mời Tôn giả Gotama cùng chúng tỷ kheo đến dùng cơm với con." Thế Tôn nhận lời với sự im lặng. 297 khi bà La Môn Bốt Sati được biết Thế Tôn đã nhận lời liền báo thì giờ cho Thế Tôn. Tôn giả Gotama cơm đã sẵn sàng. Khi ấy, Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bát và cùng với chúng tỷ kheo đi đến cư xá của bà La Môn Bốt Sati. Khi đi đến, liền ngồi trên chỗ soạn sẵn. Bà La Môn Bokharasati tự tay làm cho Thế Tôn thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Còn các thanh niên bà La Môn thì tiếp đại chúng tỉ kheo. Lúc bấy giờ, bà La Môn Bokharasati sau khi biết Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. 298. Thế Tôn liền thứ lớp giảng pháp cho Bà La Môn Bodharasati đang ngồi một bên nghe, thuyết về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục lạc và sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tâm của Bà La Môn Bodharasati đã sẵn sàng, đã nhu thuận, không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tính thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, tức là khổ, tập, diệt, đạo, cũng như tấm vải thuần bạch được gột rửa các vết đen sẽ rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi này, pháp nhãn vô trần ly cấu khởi lên trong tâm Bà La Môn Bodhkarasati, phàm pháp gì sanh khởi, pháp ấy sẽ bị hoại diệt. 299. Khi ấy, Bà La Môn Bodharasati thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập pháp, nghi ngờ tiêu trừ do dự diệt tận, chứng được tự tính, không cần y cứ nơi người khác đối với pháp của Đức Bổn Sư. Bà La Môn Bodharasati liền bạch Phật. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Tôn giả Gotama, con, con của con, vợ của con, tùy tùng của con, bạn hữu của con, xin quy y Thế Tôn, Gotama, quy y Pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Khi nào tôn giả Gotama đến thăm các gia đình cư sĩ khác ở Utkatha, mong tôn giả Gotama cũng đến thăm các gia đình Bokharasati. Tại đây, các thanh nam hay thanh nữ Bà La Môn sẽ đảnh lễ Thế Tôn Gotama hoặc đứng dậy, hoặc mời chỗ ngồi, hoặc mời nước, hoặc khiến tâm hoan hỷ. Như vậy, chúng sẽ hưởng hạnh phúc, lợi ích trong một thời gian lâu dài. Này bà La Môn, lời ngươi nói thật là chí thiện.